Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi dạo ở trung tâm Paris và một ngày chủ nhật nè, có nắng đẹp nha. Mặc dù trời vẫn còn lạnh nhưng mà nắng đẹp cho nên rất là đông người tranh thủ đi dạo, vì giờ giới nghiêm ở đây là 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem là gạt là Rifiken, nghĩa là nó thuộc một nhánh của quân đội quần quốc gia đó các bạn. Ở trong đây nó có nuôi, người ta nuôi ngựa dành cho tuần tra trật tự, và trong những cái cuộc mà diễu hành quốc khánh đó các bạn. Các bạn thấy cái đoàn ngựa đó là được nuôi những người trong chỗ này các bạn. Thì vì là tòa nhà thuộc quân đội cho nên mình chỉ được quay bên phía bên ngoài thôi, không có vào trong được các bạn. Và các bạn cùng mình ngắm các tòa nhà cổ từ những năm 1700 cho tới bây giờ, cái là hơn 200 năm rồi các bạn. Cái tòa nhà rất là đặc trưng kiến trúc châu Âu rồi các bạn. Mình cũng đi rất là nhiều vùng ở Pháp rồi, và mình thấy ở Paris, cái tòa nhà, những kiến trúc ở Paris là có vẻ là đẹp nhất đó các bạn. Mình rất là thích những con đường nhỏ nhỏ ở Paris như thế này đó, ngắm nhìn những cái tòa nhà như vậy trong lúc mà có nắng đẹp như vậy thì thật là lãng mạn không các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn đi lên cây cầu Sully, cầu từ năm 1874, hoàn thành năm 1876. Thì cây cầu này cắt ngang sông Seine nè các bạn. Rất là nhiều người dân Paris đi dạo dọc sông Seine, mặc dù là khí hậu vẫn còn rất lạnh nha. Chào các bạn, mình đây. Và mình cùng đi như dọc cái con đường nho nhỏ bên dọc sông Seine này nè các bạn. Những cái tòa nhà ở đây rất là giá rất là cao nha. Thì nó là khu trung tâm Paris và những người đây xong á, có đi là sông Seine. Cho nên giá nó phải hơn 1 triệu euro đó các bạn. Thì ở đây các bạn thấy là ghi tháng 1 năm 1910 là cái thời điểm mà nước nó dâng lên, cái mực nước nó dâng lên, người ta đánh dấu đó các bạn. Người ta phải làm cái bờ bao vì xung quanh cái nhà dọc sông Seine này thì khi mà nước triều lên đó là nước cái dòng sông này nó dâng lên cao lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xem những cái kiosk bán sách báo, sách truyện, đó là một cái nét đặc trưng của l'autre c'est quoi? C'est un ancien restaurant dans Vagabé. Và trong khu này mình được biết là có bán trà sữa Đài Loan rất là ngon, cho nên mình đã cố tình đi tìm để xem có ngon như lời đồn hay không. Văn hóa lịch sử này rất là được chú trọng, cho nên là Paris vẫn luôn giữ một cái nét đẹp xưa, nhờ những cái tòa nhà với cái kiến trúc mà đặc trưng châu Âu như thế này. Ghi trên tường là ai mơ ước được đi đến nhà hàng đó các bạn, vì bây giờ nhà hàng khách sạn gì đó đóng cửa hết rồi, cái đồ ăn đóng cửa hết rồi, chỉ được mua mang về thôi, cho nên người dân đang rất là bức xúc vì cái con corona. Thật khác một cái kế đi chơi Paris, vấn đề là không có thể nào tìm được những cái chỗ đi vệ sinh như thế này, có thì rất chờ rất là lâu đó các bạn. Và cuối cùng mình đã đến được chỗ bán trà sữa rồi. Trời ơi, nhìn người ta xếp hàng đông như vậy, nhìn là muốn nản rồi. Nhưng mình đã cố gắng xếp hàng chờ đến 40 phút đó các bạn, để mua được trà sữa uống thử xem có ngon thế nào. Nhưng mà hơi thất vọng, gì nó cũng bình thường các bạn ơi, không có gì đặc biệt hết. Thôi mình tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn khỏe nha, bye bye.